bạn hãy thực hiện yêu cầu sau. Xin giới thiệu thầy Mai Văn Túc đến từ khối chuyên vật lý trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Chào quý khán giả, chào các em. Dạ, chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Và ngày hôm nay thầy sẽ mang đến câu hỏi thế nào ạ? Câu hỏi của em hôm nay như sau. Đây là một cái mẫu thủy tinh hình bán nguyệt và cái bán kính này đi qua tâm và vuông góc với cái mặt phẳng của bán nguyệt. Em lưu ý thông tin đó. Em được phép sử dụng một cái thước đo độ và một cái đèn laser. Nhiệm vụ của em là phải xác định xiết xuất tỉ đối của cái thủy tinh làm mẫu bán nguyệt này đối với không khí. Yêu cầu báo cáo kết quả đến 2 chữ số có nghĩa. Câu hỏi đã rõ và bây giờ thì bạn sẽ có 20 giây đứng tại chỗ suy nghĩ về phương án. Có 60 giây để thực hành. Còn 15 giây thiện nhá. Đáp án của Thiện đưa ra là gì ạ? Câu trả lời của em là 1,41. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Hiếu Thiện đã biết cách tính rồi nhưng mà báo cáo kết quả thì chưa đúng với yêu cầu. Bây giờ đặt cái thước đo độ với cái bán nguyệt sao cho cái bán kính nó trùng với pháp tuyến. Sau đó chiếu một cái tia sáng vào với một cái góc tới bất kỳ. Ở đây ta chọn một góc 30 độ. Sau đó ta đọc góc khúc xạ và ở đây góc khúc xạ Đức Thiện có thể cùng đọc góc tới là 30 độ thì góc khúc xạ ở đây là 20 độ và cái đó dùng máy tính bấm xiết xuất tỉ đối của thủy tinh làm bán nguyệt đối với không khí chính là sin của 30 độ chia cho sin của 20 độ. Kết quả đây là 1,461,9022. Nhưng nếu làm tròn đến 2 chữ số có nghĩa tức là 1,5. Vâng, rất tiếc cho Thiện. Đó là lý thuyết về sai số, cách viết kết quả, cách báo cáo kết quả. Vâng, cảm ơn câu hỏi từ thầy Mai Văn Túc. Và đó cũng là câu hỏi thực hành dành cho Hữu Thiện rồi. Bây giờ Hữu Thiện có thể trở về vị trí.